Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Hồng hoang. Phong thần bắt đầu, ta sống lại. Vu yêu chung chiến, cộng công nộ đụng bất chu sơn, trí thiên khuyết sụp đổ, dị tượng kinh thiên động địa hiện lên, hồng hoang thiên địa sắp hợp lại. Khi nhìn thấy dị tượng của hoàng hắc địa, chư thánh biến sắc. Làm sao có thể, ký ức này không phải đã hoàn toàn phong tỏa sao? Hơn nữa vị kia lại thật sự muốn sống lại. Không chỉ có như thế, chúng sinh trong đầu cấm chế bị ngang nhiên đánh vỡ, một đạo ngày xưa truyền khắp vạn cổ tiên đoán đột nhiên chợt hiện. Bổ thiên chi khuyết, hoàng hắc ám địa xuất, cửu long kéo quan hàng, tân thiên đình lập, nhật nguyệt lăng không hiện, vạn thánh hộ quan đến. Phong thần kiếp động, sơn hải phi thăng lâm, nữ đế khóc phần mộ. Vạn tiên thương lúc, thần quỷ kinh khóc, chúng sinh điếu thiên tôn. Nhân hoàng hóa thiên tử, bàn cổ khai thiên địa. Hào chủ trở về lúc. Một ngày này, chư thánh biến sắc, ngày xưa một tôn chỉ là chỉ nhìn bóng lưng liền thiếu chút nữa đạo tâm sụp đổ cấm kỵ tồn tại bị chúng sinh hoảng sợ ký ức. Một ngày này, nữ oa vá trời, cửu long kéo quan tài hàng hồng hoang. Một ngày này, một tôn chết vào viễn cổ, cùng đại đạo tranh phong khủng bố tồn tại, tại hồng hoang sống lại. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Kinh thiên dị tượng Hoàng thiên ruộng lậu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Kinh thiên dị tượng Hoàng hát địa Đại chiến kết thúc, lượng kiếp kiếp khí rốt cục tan Vô số sinh linh nhìn vu yêu chiến trường, tâm thần kinh hãi sắc mặt không khỏi thương nhiên Lần này lượng kiếp, bao nhiêu sinh linh bị cuốn vào trong đó, bị vu yêu hai tộc tại chỗ trấn sát, trong đó lại mất đi bao nhiêu đại năng vu yêu hai tộc chết chết bị thương thực lực giảm mạnh tại chỗ thoái ẩn cũng chính bởi vì hai tộc đại chiến rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương hơn nữa không ít tán tu bị cuốn vào trong đó cùng với tử phủ lúc này mới nhìn xem triệt tiêu kiếp khí khiến cho lượng kiếp như vậy kết thúc trong đó đại năng ngã xuống lại càng không ít có yêu tộc yêu đế đế tuấn yêu hoàng thái nhất cũng có 12 vị tổ vu trong vu tộc. Còn có ngày xưa tử phủ Đông Vương Công, Hỏa Vân Cung Hồng Vân Lão Tổ. Những đại năng này đều là chuẩn thánh tồn tại. Bởi vì lượng kiếp ngã xuống mà đi, đây quả thực là làm cho người ta tiếc hận. Nhưng ngay lúc này, chúng sinh cũng không có bất kỳ bởi vì lượng kiếp trút đi mà phấn chấn thần sắc. Bởi vì trong lúc vu yêu quyết chiến, một trong 12 tổ vu của vu tộc, Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công, giận giữ đụng vào bất chu sơn dẫn đến bất chu sơn sụp đổ nếu cộng công đụng ngã các thần sơn khác chuyện này cũng không có bệnh gì lớn nhưng vấn đề là đây chính là bất chu sơn a vâng lầm lẫn lầm lẫn giả dối chính là đệ nhất thần sơn trong hồng hoang đây là thiên trụ của hồng hoang đại địa chống đỡ thiên địa không ngã có được uy áp bàn cổ khủng bố nếu là sụp đổ thiên địa liền ngã sẽ theo thời gian trôi qua, bầu trời nghiền ép đại địa, sẽ đem trong đó hết thảy đều cho nghiền ép. Cộng công giận giữ đụng vào bất chu sơn, làm cho bất chu sơn sụp đổ, bầu trời lập tức xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, trong đó không ngừng phun ra sóng lớn vương dương, thổi quét vào trong hồng hoang. Vô cùng tinh không vĩ lực, hỗn động khí mãnh liệt tới. Rất nhiều sinh linh, bị vô cùng vĩ lực này lan đến, tại chỗ thân vẫn. Bùng! Đại địa hơi trầm xuống, truyền ra tiếng nổ điếc tai khiến mọi người căng thẳng vĩ lực như thế dù là thánh nhân chỉ sợ cũng không thể chống lại nếu bầu trời thật sự khép kín với mặt đất vậy có phải toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị chôn vùi trong đó sau đó trở về hỗn độn ban đầu chúng sinh trong lòng rung động đúng là có chút thống hận lần lượng kiếp này nếu không có lượng kiếp vu yêu hai tộc làm sao đại chiến nếu không có đại chiến Bất chu sơn vì sao sụp đổ. Nhìn khe nước trên bầu trời, chúng sinh tâm như tro tàn. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào thánh nhân. Tuy nói bọn họ cũng không cho rằng thánh nhân có thể chống lại vĩ lực như vậy, nhưng trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Thánh nhân. Nếu thánh nhân hợp lực, lần lượng kiếp này không chừng có thể tản đi. Bùm. Đột nhiên, từ xa một đạo huyền hắc mang quan cuồn cuộn mà đến trực tiếp là rơi vào trên nửa đoạn Bất Chu Sơn kia, tản ra vô cùng hỗn độn chi khí, nương theo tịch diệt, bắn ra huyền hắc mang quang, chiếu rọi chư thế. Khí tức khủng bố dọa người khiến mọi người run lên, nhất thời kinh hô. Là Thiên Tôn. Thánh nhân xuất thủ. Thị trấn. Từ nơi xa kia, một đạo huyền âm mãnh liệt truyền đến. Uy áp khủng bố đánh úp bốn phía, đạo huyền quang kia trong nháy mắt hóa thành một lá cờ từ trên núi không chu sông thẳng lên trời phát ra uy áp mênh mông vô tận đúng là thay thế nửa đoạn bất chu sơn bị đứt đoạn kia chống đỡ cả bầu trời ông trong nháy mắt một cây cầu vàng đột ngột hiện lên đứng trên khung trời vương dương từ trong lỗ hổng dâng trào ra trong nháy mắt liền bị ngăn cản lại sóng lớn đang dâng trào không ngừng trong hồng hoang cũng rất nhanh liền bình ổn lại uy áp khủng bố từ trên cầu vàng nở rộ mà ra hiện ra một mặt thái cực đồ che lại lỗ hổng khổng lồ kia bá bỗng nhiên bốn thanh tiên kiếm từ đông hải phương hướng vọt tới hóa thành bốn loại mang theo sát phạt hào quang trực tiếp là rơi vào hồng hoang tứ cực phương vị phóng thích vô cùng sát khí đem tứ cực thay thế trợ giúp cái kia bàn cổ phiên chống đỡ thiên địa nhìn cảnh này hồng hoang chúng sinh trong lòng rung động cũng yên ổn vài phần mừng như điên thánh nhân xuất thủ chúng ta được cứu rồi Thiên địa tạm thời ổn định, hồng hoang chúng sinh tất nhiên là chấn hỉ. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, nếu là kịp thời được giải quyết, không đem cái kia lỗ hổng cho khâu vá lại, hồng hoang cuối cùng sẽ bị nhấn chìm. Thời cơ đến rồi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên hồng hoang. Bác âm tiên nhạc từ trời cao chấn vang, uy áp khủng bố trong nháy mắt nghiền ép xuống. Một đạo dáng người tuyệt diễm hiện lên trên trời cao thân mặc vấy đạo tụ huyền hoàng cung sáu thước, một đôi tay tú thủ trắng noãn không tỳ vết ở trên trời cao ba hoa chích chòe, rơi xuống một viên đá đủ mọi màu sắc. Là nữ oa nương nương. Có người nhận ra thân ảnh này, lập tức kinh hô. Giờ phút này, bọn họ đều là nhìn chăm chú vào trời cao, nhìn nữ oa nương nương, làm như cực kỳ chờ mong, nữ oa nương nương đến tột cùng sẽ lấy bực nào uy áp, đến chống lại thiên địa khâu lại thế. Bọn họ nhìn trên bầu trời có một viên đá ngũ sắc nở rộ mang quang, từ trên cầu vàng hiện ra trong thái cực đồ vọt qua, rơi vào trên lỗ thủng kia, theo đó hóa thành linh quẩn vô cùng, trôi dạt trên lỗ thủng. Rồi sau đó, lỗ thủng này liền lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu không ngừng khâu lại. Nhìn một màn như vậy, chúng sinh mở to hai mắt, nhất thời kinh hãi. Bọn họ không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn một màn này nhìn viên kia có một viên ngũ sắc thạch hóa thành linh uẩn bổ sung lỗ hổng, để đạo hạo kiếp vĩ lực này không ngừng biến mất. Rốt cục, nữ oa dừng tay lại, cái kia một món lại một món chí bảo nhau nhau tản đi ngập trời vĩ lực, trở về nên có trong tay người. Hạo kiếp kết thúc. Chiêu thánh nhìn một màn này, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lượng kiếp kết thúc, nữ oa vá trời, hết thảy đều kết thúc. Không đúng. Bỗng nhiên, nữ oa sừng sững trên không khẽ nhíu mày, làm như phát giác được cái gì không ổn, lúc này ngưng thần. Những thánh nhân khác giờ phút này đã là đem chí bảo thu hồi trong tay, bọn họ nhìn xa bầu trời, cũng là nhận thấy được nữ oa nương nương khác thường, nhất thời nghi hoặc. Chẳng lẽ, trời còn chưa bù xong? Bùng! Không đợi chưa thánh phục hồi tinh thần lại, trên trời cao đột nhiên xuất hiện dị tượng. Âm âm! Trên bầu trời biển mây, một đạo kinh thiên động địa nổ vang, để cho chư thánh tâm thần rung động. Trên trời cao, dị tượng chậm rãi chuyển biến ra. Chư thánh ở trong đạo tràng nhìn thấy cảnh này, nhất thời không dám tin trừng lớn thần mâu. Từ khi bàn cổ khai thiên tích địa tới nay, thiên huyền mà địa hoàng. Trời là màu đen, đất là màu vàng. Nhưng giờ phút này, thương khung tự bổ sung này, đúng là dần dần tản ra vần sáng huyền hoàng, chiếu rọi toàn bộ hồng hoang bất quá ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian công phu, thiên khung đại địa, chính là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Giống như trời sập xuống, thái dương tinh trực tiếp bị bao phủ. Mà hồng hoang đại địa, lại phát ra huyền hát sắc mang quan. Đây không phải là trời sập xuống, mà là thiên địa nghịch chuyển. Chúng sinh nhìn một màn này, đều là tâm thần chấn động, không khỏi kinh hô. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây đến tột cùng là làm sao vậy? Theo đạo lý mà nói, đem lỗ hổng kia bổ khuyết, trận hạo kiếp này nên kết thúc mới đúng. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn biến hóa vi diệu như vậy, chúng sinh đều kinh ngạc, rung động không hiểu. Mà ở trên trời cao kia, vốn là giải quyết bổ thiên chuyện này, nữ oa nương nương muốn rời đi, giờ phút này cũng là dừng bước, thần mau quét về phía thiên địa, theo đó ngẩng đầu nhìn lên không trung một mảnh tịch diệt trên đỉnh đầu, trong lòng cũng là hiện ra một vòng hoảng sợ hoàng hắc địa. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Không tốt. Sẽ không. Nhìn thiên địa nghịch chuyển này, chư thánh rối rít biến sắc, làm như nghĩ tới cái gì, mãnh liệt kinh thần, mặt có sợ hãi. Thay đổi như vậy, làm cho bọn họ nhớ tới một người. Một cái đã chết đi, một cái để cho vô số cường giả cố ý đi quên lãng tồn tại. Chương không hai Chư thánh khủng hoảng Truyền thuyết trong truyền thuyết, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Truyền thuyết trong truyền thuyết Một màn trước mắt này thật sự là làm cho chúng sinh không cách nào lý giải. Tất cả dị tượng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy không được là di chứng của bổ thiên. Trong bát cảnh cung Thái thanh lão tử ngồi xếp bằng trên đạo đài, thần sắc dị động nhìn trời cao, trong lòng mãnh liệt sao động. Trời tối, dị tượng đột nhiên phát sinh sư phụ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì huyền đô đại pháp sư ngồi ngay ngắn ở dưới chú ý tới vị sắc của thái thanh lão tử lập tức lên tiếng dò hỏi xuất hiện rồi thật sự xuất hiện rồi thái thanh lão tử thần sắc có chút sợ hãi trong lòng bất an trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh xuất hiện cái gì xuất hiện huyền đô trong lòng nghi hoặc có chút không rõ nguyên do đến tột cùng là có thứ gì có thể làm cho lão sư nhà mình sợ hãi như thế thái thanh lão tử sững sờ nhìn trường không tâm thần phát run trong đầu hắn một đoạn bị chính hắn phong ấn ký ức đang chậm rãi khôi phục xuất hiện người kia làm cho cả hồng hoang sợ hãi không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại đó là truyền thuyết trong truyền thuyết thần thoại trong thần thoại ngoại trừ những thánh nhân này tồn tại căn bản không ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi như vậy thậm chí ngay cả chuẩn thánh cũng chỉ là hơi hiểu rõ truyền thuyết như vậy ngay cả thánh nhân cũng coi là tồn tại truyền thuyết thực lực của người nọ đến tột cùng là rung động cỡ nào phải biết ngay cả hồng quân đạo tổ cũng bất quá là hồng hoang cấm kỵ mà như vậy truyền thuyết bị như thế thần thoại hóa rõ ràng thực lực không thể khinh thường nhìn bộ dáng này của thái thanh lão tử Huyền Đô càng bối rối. Đến tột cùng là cái gì a? À? Có thể làm cho lão sư nhà mình bất an như thế. Trong ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hoàng hắc dạ một màn này, cảm thụ được trong đó so với chính mình chi đạo càng khủng bố yên tĩnh thế, tâm thần mãnh liệt trung động. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Bất quá chỉ là một trò đùa, sao có thể trở thành sự thật chứ? Hoàng hắc dạ địa thật sự xuất hiện thiên tôn vì sao mà run dưới thân kia mười hai kim tiên cao mày có chút mê hoặc liền trực tiếp đứng dậy mặt hướng nguyên thủy thiên tôn thanh âm rất nhẹ dò hỏi bọn họ không hiểu lại càng không hiểu có cái gì là có thể làm cho thánh nhân đều lâm vào sợ hãi thánh nhân nhưng trong hồng hoang hiện nay trừ hồng quân đạo tổ ra tồn tại đứng đầu thánh nhân rùng mình dị tượng hoàng hát dạ đến tột cùng có ý nghĩa gì nhưng thánh nhân không nói, bọn họ thủy chung cũng không cách nào hiểu được. Bích Du Cung Vốn là vừa mới vận dụng tru tiên tứ kiếm, đem di tích vu yêu lượng kiếp cho thông thiên giáo chủ giải quyết, giờ phút này cũng là trừng lớn hai tròng mắt, vọt lên, không dám tin nhìn thiên địa dị tượng, trong lòng oanh động. Nhìn lão sư nhà mình như thế, tiệt giáo tứ đại thủ tịch đệ tử, tùy thị thất tiên nhất thời ngưng thần. Chỉ thấy đa bảo đạo nhân chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cung kính nói, Sư phụ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dị tượng như vậy, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Các ngươi không hiểu. Thông thiên giáo chủ không giải thích, chỉ lên tiếng như vậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống đạo đài, thôi động đạo pháp ổn định tâm thần, lại không biết tại sao, tâm thần dĩ nhiên là nhìn không được trung động, trong đầu, một đạo gông xiền mãnh liệt bắn ra. Trong thoáng chốc, ở sâu trong thức hải, một đạo ký ức bị chính hắn phong ấn, đúng là chậm rãi hiện ra, ở sâu trong thức hải của hắn hiển hóa. C. Thông thiên giáo chủ hít một hơi khí lạnh, không dám tin quét mắt nhìn thiên địa, nhất thời thần sắc đại biến. Đây mới thật sự là hồng hoang cấm kỵ. Hồng hoang cấm kỵ chân chính. Hồng hoang cấm kỵ không phải hồng quân đạo tổ sao? Chẳng lẽ, còn có người khác? Trong đạo cung, tất cả đệ tử tiệt giáo đều không khỏi nghi hoặc. Bọn họ sững sờ nhìn Thông Thiên Giáo chủ, làm như đang chờ một lời giải thích. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ hiện tại cũng không có thời gian để ý tới bọn họ. Hồng Quân đạo tổ bị coi là hồng hoang cấm kỵ, đó là bởi vì thực lực của hắn, liền ngay cả thánh nhân đều không thể địch, nếu là xúc phạm, thiên phạt tất hàng. Hơn nữa, ở trong mắt chúng sinh, Hồng Quân đạo tổ là hồng hoang cấm kỵ không thể nghi ngờ, nhưng thánh nhân cũng không nghĩ như vậy. Hồng Quân đạo tổ là lão sư của bọn họ, cơ duyên thành thánh cũng là hồng quân đạo tổ ban tặng. Cho nên, trong mắt thánh nhân bọn họ, hồng quân đạo tổ chưa bao giờ là cấm kỵ. Mà hồng hoang cấm kỵ chân chính, cũng không phải là thiên phạt có thể thuyết minh. Ngay cả thánh nhân cũng coi là tồn tại cấm kỵ, đến tột cùng là cái gì? Tây phương tu di sơn. Hai vị Tây phương thánh nhân vốn là đang xem một hồi trò hay. Đối với trận hạo kiếp này, bọn họ cũng không chú ý. Dù sao, trong mắt bọn họ, trận hạo kiếp này căn bản không liên quan đến bọn họ. Nhưng hiện tại, dị tượng đột nhiên phát sinh, điều này làm cho Tây Phương Nhị Thánh có chút ngây người. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, chính là vô tận sợ hãi. Hai người bọn họ đứng dậy, không dám tin nhìn thế trời tối đen. Lúc này, một ý niệm xuất hiện trong thức hải của hai người bọn họ, không thể xua đi. Đáng chết. Đoạn ký ức này rõ ràng đã bị bần đạo cho triệt để phong tỏa, như thế nào tại giờ khắc này đúng là có hồi phục chi thế. Bần đạo cũng không muốn đạo ký ức này sống lại. Bằng không cả ngày sinh ra trong sợ hãi, nói gì đạo tâm. Hai vị thánh nhân cao mày, trong đầu cái kia một đạo bị chính bọn họ dùng đại thủ đoạn phong cấm ký ức, đúng là có một cổ sao động xu thế. Rất nhanh, hai người chính là phục hồi tinh thần lại, nhau nhau động thủ, tiện đà thúc dục vô cùng đạo vận, lấy tự thân đạo cơ làm gốc, đúng là trực tiếp ra tay đem cổ xu thế sau động này đè xuống. Đạo ký ức này, chữ a tương đối dài một đoạn thời gian, là vì tiếp dẫn chuẩn đề hai người ác mộng. Bọn họ cũng không muốn đạo ký ức này hồi phục, để cho mình cả ngày ở trong sợ hãi sinh hoạt. Tuy nhiên, giờ phút này dị tượng đột nhiên phát sinh, hai người bọn họ hết thảy thủ đoạn, giống như là mất đi tác dụng. Đáng chết. Ngăn không được. Bần đạo cũng không muốn nhớ lại hai thánh liếc nhau trong lòng đều hoảng sợ hết thảy đại thần thông đều dùng đạo ký ức này rốt cục vẫn ngang nhiên phá vỡ cấm chế một lần nữa trở lại trong đầu hai người không chỉ có là hai người bọn họ thái thanh lão tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nữ oa nương nương thậm chí còn có rất nhiều chuẩn thánh tồn tại cùng một lúc bản thân bọn họ dùng đại thủ đoạn phong cấm kia đạo ký ức khủng bố y y quy nhập trong đầu Tất cả mọi người nhớ lại câu kia bị coi là đùa giỡn, bị coi là cấm kỵ tiên đoán. Chương 03 Câu kia tiên đoán bị toàn bộ hồng hoang nhớ lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Câu kia tiên đoán bị toàn bộ hồng hoang nhớ lại. Đó là trước vạn cổ. Thời đại đó, khoảng cách hôm nay quá xa rồi. Khi đó, hồng hoang còn không có thánh nhân xuất hiện. Mà lúc trước hồng quân đạo tổ thành thánh, có dị tượng vô tận xuất hiện đại đạo thiên âm truyền đảng chư thiên khi đó hồng quân đạo tổ còn cảm giác kinh ngạc chính mình thành thánh làm sao có đại đạo thiên âm truyền đảng đây nhưng sau khi phục hồi tinh thần hồng quân đạo tổ liền trợn tròn mắt đây căn bản không phải dị tượng mình thành thánh mà là một loại uy năng khác vượt xa thánh nhân càng vượt xa thiên đạo đó là đại đạo lực hiển hóa làm cho tất cả mọi người không thể kháng cự sau đó liền có lời tiên tri hiện thế. Để cho hồng hoang rung động, trở thành truyền thuyết. Nhưng là những lời này, đoạn này tiên đoán, lại bị vừa thành thánh đạo tổ, mạnh mẽ mượn thiên đạo lực, cho che lấp. Thiên đạo chi lực, cũng không thể xóa bỏ đoạn này tiên đoán, dù sao đoạn này tiên đoán xuất hiện lúc, là có đại đạo chi lực bắt đầu khởi động. Chớ nói trước thiên đạo lực có thể lay động đại đạo hay không, liền ngay cả thiên đạo lực, đều là hồng quân đạo tổ mạnh mẽ mượn tới năng lực mượn được cũng không thể đại biểu toàn bộ thiên đạo uy năng, cho nên chỉ có thể làm được hiệu quả phong cấm. Nhưng theo nội dung trong lời tiên tri không ngừng hiện lên trong hồng hoang, đạo hạn chế này đúng là không ngừng bị giải phong. Đây căn bản không phải là lực lượng Hồng Quân đạo tổ có thể chống lại. Ngay lúc này, ở chỗ sâu trong hỗn độn, ngoài 33 trọng thiên, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ nhìn thiên địa dị tượng, trong lòng không khỏi có chút di động. Điều này sao có thể? Không thể tin được. Nhưng hiện tại, dị tượng như vậy đúng là phát sinh ở Hồng Hoang. Chẳng lẽ là thật sao? Hồng Quân đạo tổ thở dài, đối với việc này cũng là không thể tránh được. Lời tiên tri này xuất hiện khi hắn phong cấm đạo tiên đoán này, chính là vì không để cho Hồng Hoang chúng sinh biết được. Nhưng lúc đó, hắn cũng là bởi vì thất thần một lát, để một đoạn tiên đoán chảy vào trong Hồng Hoang khiến trong hồng hoang không ít người đều có đoạn ký ức này. Mà ở hắn phong cấm tiên đoán về sau, càng là truyền lệnh, để cho nghe nói qua tất cả mọi người đem bản thân đạo ký ức này phong cấm. Từ đó về sau, liền không ai nhắc tới chuyện này nữa. Nguồn gốc của tất cả nỗi sợ hãi cũng chính là bởi vì một chuyện thoạt nhìn không quan trọng này. Một đoạn ký ức liền làm cho chư thánh, làm cho rất nhiều chuẩn thánh đại năng tồn tại bất an, trong đó, đến tột cùng ý vị như thế nào hiện tại khi đó nghe nói qua tiên đoán tất cả mọi người ký ức đang không ngừng phá tan cấm chế trở về trong đầu đây đã là không thể khống chế nhân tố hồng quân đạo tổ hiện tại cũng vô lực ngăn cản cũng không dám ngăn cản bởi vì đây chính là lực lượng đại đạo là tồn tại áp đảo thiên đạo mặc dù hồng quân đạo tổ đã hợp đạo với thực lực hiện tại của hắn muốn lay động lực lượng đại đạo căn bản không có khả năng đây cũng là hắn tha thiết ước mơ muốn siêu thoát bổ thiên chi khuyết hoàng hát địa xuất cửu long kéo quan hàng tân thiên đình lập nhật nguyệt lăng không hiện vạn thánh hộ quan đến phong thần kiếp động sơn hải phi thăng lâm nữ đế khóc mộ đi bia hỗn độn trấn hiện ra thiên hà nghịch lưu lạc lăng tẩm lục liễu che vạn tiên thương thì thần quỷ kinh khóc chúng sinh điếu thiên tôn bia hỗn độn trấn hiện ra, thiên hà nghịch lưu lạc, lăng tẩm lục liễu che. Nhân hoàng hóa thiên tử, bàn cổ khai thiên địa, khi hào chủ trở về. Cùng lúc đó, chư thánh cũng thần sắc khác nhau, trong đầu bọn họ một đạo cấm chế đang điên cuồng sao động. Bọn họ nhìn không được thúc giục đại thần thông, bắt đầu chống lại. Ai muốn sống cả ngày trong sợ hãi? Trên núi Tu Di phía Tây tây phương nhị thánh giờ phút này đang thúc giục vô cùng đạo vận bắt đầu gia cố đạo cấm chế trong thức hải của mình bọn họ nhắm chặt thần mâu trực tiếp thúc giục vô cùng pháp tắc vĩ lực điên cuồng tràn vào trong thức hải một đoạn ký ức thôi còn muốn phá vỡ bần đạo cấm chế bần đạo cũng không tin một đoạn ký ức còn có thể ngăn cản thánh nhân ta vĩ lực chúng ta cũng không phải là con kiến hôi như ngày xưa tây phương nhị thánh thần sắc điên cuồng thôi động đạo tắc đem xung quanh trăm vạn dặm bên trong linh khí điên cuồng hấp thu mà đến uy áp khủng bố tràn ngập phương tây khiến chúng sinh phương tây hoảng sợ thánh nhân xuất thủ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không ai giải đáp thắc mắc cho họ nhưng trong ngũ trang quan trấn nguyên tử cũng biết một chút bởi vì giờ phút này hắn cũng đang chống lại ngăn cản trong đầu mình đạo ký ức kia sống lại hắn cũng không muốn đoạn ký ức này trở thành trói buộc của hắn vua yêu lượng kiếp kết thúc, bản thân của mình hồng vân lão tổ bởi vì thành thánh cơ duyên bị đông đảo đại năng đuổi giết, cuối cùng thân vẫn lượng kiếp bên trong chính mình còn không kịp bi ai, hiện tại lại dị tượng đột nhiên phát sinh chính mình trong thức hại cái kia một đoạn ký ức đúng là đang không ngừng phá tan đạo cấm chế kia bắt đầu chậm rãi giải phong cuối cùng hắn không thể ngăn được với năng lực của trấn nguyên tử căn bản không thể làm được liền ngay cả thánh nhân cũng đều đang vận dụng vô thượng đại thần thông đại thủ đoạn đến gia cố cấm chế đem đoạn ký ức này phong cấm lại mà hắn bất quá chuẩn thánh muốn hoàn toàn phong cấm đoạn ký ức này nói dễ vậy sao bổ thiên chi khuyết hoàng hát địa xuất một câu nói còn chưa hoàn toàn hiện lên trấn nguyên tử liền hoàn toàn buông tay làm như nhận mệnh ngồi phịch tại chỗ trong lòng vô cớ trần tạp chậm rãi lắc đầu xong rồi đáng chết đạo ký ức này, điều này sao có thể? Ở một nơi nào đó trong hồng hoang, một đạo tiếng kêu trên mảnh liệt vang vọng. Nơi này, một vị đạo nhân mặt trường bào xanh biếc, đang lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tâm thần hắn chấn động, cả người đều đang run rẩy. Phải biết, hắn ở trước đó không lâu, nhưng vẫn là có thể hằng áp hồng hoang, nhất niệm có thể hủy thiên diệt địa yêu sư công bằng A. Chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, vẻ mặt cũng khó coi tới cực điểm. Trong miệng còn đang không ngừng nỉ non. Không ngăn được, ta thật vất vả mới thoát khỏi đại chiến, may mắn sống sót. Nhưng bây giờ, lại phải sống cả ngày dưới sợ hãi. Nếu sớm biết như thế, bổn tọa làm sao chạy trối chết. Cũng không phải chết dưới tay đám mãn phu kia. Trong bát cảnh cung. Tam thanh bởi vì một đạo ký ức kia, đúng là vứt bỏ hết thảy ân oán ngày xưa, tụ tập cùng một chỗ chỉ thấy bọn họ đang ở trong đạo cung đối lập lẫn nhau ngồi ngay ngắn trên đạo đài trong lòng có chút bất an bọn họ đều là bị một đạo ký ức sâu trong thức hải của mình khiếp sợ đến tâm thần thất thủ khí tức sao động trong nháy mắt sang bằng đại la thiên ở bát cảnh cung ba vị thánh nhân giờ phút này đã là không để ý chút nào hình tượng ở trong đạo cung lún cuốn tay chân nhào nhào thúc giục chí bảo vô thường lấy bảo quan chi uy đến ngăn chặn đạo cấm chế trong thức hải của mình thậm chí còn thúc giục vô cùng đạo vận lấy tự thân đạo tắt đến gia cố cấm chế muốn triệt để sụp đổ kia một đạo bị phong cấm ký ức tuy nhiên tất cả những gì họ làm đều vô ích bọn họ thậm chí vận dụng trong cơ thể kia một cổ cấm chế lực lượng đều không thể đem cổ trí nhớ này nghiền ép xuống đến cuối cùng bọn họ mệt mỏi hoàn toàn tuyệt vọng không có tiếp tục ra tay dù sao cũng là nhận mệnh bình thường ngồi phịch ở trên đạo đài cuối cùng. Ký ức phá vỡ cấm chế, bắt đầu chậm rãi hiện ra trong thức hải của bọn họ. Chương 04 Chính con rồng kéo hồng quan tài, tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Cửu lông kéo quan tài sẽ tới sao? Đoạn ký ức này ẩn chứa đại đạo lực. Đây chính là uy thế áp đảo thiên đạo. Đại đạo lực, để cho bọn hắn trong mòn con mắt, nhưng cũng trở thành bọn hắn nội tâm cấm chế cho dù là đạo tổ cũng chỉ là lấy hợp đạo chi năng mới trở thành thiên đạo cảnh tồn tại vô vọng siêu thoát đại đạo mà bọn họ làm sao có khả năng nhưng bây giờ lực lượng đại đạo hiện lên ngay cả đạo tổ cũng lực bất cập bọn họ làm sao có thể chạm vào ký ức như vậy hồi phục trở về để chư thánh cùng với rất nhiều chuẩn thánh tồn tại lâm vào hoảng sợ bọn họ chỉ thấy trong trí nhớ của mình lúc hồng quân đạo tổ thành thánh dị biến lan tràn có một loại lực lượng khó hiểu hiện ra ở hồng hoang đại đạo thiên âm truyền đảng chiêu thiên khủng bố uy áp bao phủ vạn giới không gian rung động không khỏi rung động vô cùng thời không hơi bị nghịch chuyển năm tháng sông dài điên cuồng bắt đầu khởi động vô cùng đạo vận đều là hiển hóa theo đại đạo thiên âm biểu lộ chiêu thiên theo bác âm tiên nhạc kết thúc câu nói kia để cho vô số tồn tại lâm vào sợ hãi tiên đoán từ đó bắt đầu hiển hóa bổ thiên chi khuyết, hoàng hát địa xuất, cửu long kéo quan hàng. Chỉ là một câu nói, liền làm cho mọi người lâm vào chấn động, sợ hãi không hiểu. Một câu nói, liền làm cho thánh nhân, đông đảo chuẩn thánh tồn tại đều không muốn nhớ lại. Bổ thiên chi khuyết, hoàng hát địa xuất. Dị tượng lần này, chính là lời tiên đoán trở thành sự thật. Bổ thiên chi khuyết. Nói cũng chính là lúc bổ thiên. Vốn lúc đó, bọn họ còn tưởng rằng đây chẳng qua là một câu nói đùa hiện tại bởi vì vu yêu đại chiến bất chu sơn sụp đổ thiên phá nữ hoa vá trời lời tiên tri đoạn thứ nhất thật sự trở thành sự thật bọn họ cũng không cho là đúng nhưng phía sau hoàng hát địa cũng xuất hiện dị tượng như vậy xuất hiện sau bổ thiên điều này làm cho bọn họ không thể không coi trọng a à. một câu tiên đoán này ước chừng là ẩn chứa ba chuyện trong đó trở thành sự thật có hai, còn kém Cửu Long kéo quan tài cuối cùng. Cửu Long kéo quan tài, thật sự sẽ đến sao? Tam Thanh ngồi trong bát cảnh cung, trong lòng rung động không hiểu, bắt đầu nghi kỵ. Ngay lúc này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút trung động. Câu tiên đoán này xuất hiện trước khi Hồng Quân đạo tổ thành thánh. Khi đó, câu này tiên đoán chính là đoán được Hồng Hoang phía sau phát triển, giống như nắm trong tay tất cả không thể tin được. Chư Thánh càng không thể tin được. Tất cả những thứ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ, chỉ có Hồng quân đạo tổ phong cấm lời tiên tri kia mới có thể giải thích một chút. Tam Thanh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn, nhìn về phía tử tiêu cung sừng sững trên 33 trọng thiên. Ngay trên núi bất chu sụp đổ kia. Theo đạo lý mà nói, nữ oa nương nương bổ thiên hậu, lập tức sẽ có công đức lớn hạ xuống nhưng bởi vì dị tượng hoàng hát dạ như vậy đúng là kéo dài đợi nữ oa trở lại oa hoàng cung sau đó bổ thiên công đức liền theo đó rơi vào nữ oa nương nương trên người nhưng giờ phút này nữ oa nương nương cũng không có nửa phần kinh hỷ chỉ thấy nàng thần sắc dị động nhìn một mảnh huyền hoàng bầu trời đen kịch đại địa cũng là trong lòng chấn minh từ trước vạn cổ đã có người đoán được bổn cung muốn bổ thiên hiện tại ta đã bổ thiên hoàng hắc ám địa cũng đã xuất hiện, cái kia phía sau cửu long kéo quan tài, phải chăng cũng sẽ xuất hiện. T. Đến tột cùng là tồn tại như thế nào, có thể đẩy mạnh diễn xuất vạn cổ về sau. Nữ hoa tâm tình trầm trọng, bắt đầu ở trong đầu không ngừng nghi kỵ. Cùng lúc đó, sâu trong huyết hải, nơi luân hồi chi địa, u minh địa phủ. Lục đạo luân hồi hiển hóa. Bình tâm nương nương cao mày, trong lòng hơi bất an. Vu yêu lượng kiếp vừa mới kết thúc, huynh đệ tỷ muội đều ngã xuống trong trận lượng kiếp này. Nàng vốn nên bi ai, giờ phút này lại làm như quên mất việc này, lâm vào yên lặng. Bổ thiên chi khuyết, hoàng hắc địa xuất, cửu long kéo quan hàng. Một câu nói này hiện lên trong thức hải của nàng, làm cho tâm thần nàng run rẩy. Từ trước vạn cổ đã có người suy tính ra tương lai. Tuy nói năng lực như vậy, thánh nhân cũng có nắm giữ mà có thể so với thánh nhân bình tâm, càng là có thể tính toán. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là suy tính mấy chục năm sau sắp xảy ra chuyện mà thôi. Nhưng đoạn tiên đoán này là xuất hiện ở vạn cổ trước. Trước sau sau, đều đã là đi qua một cái lượng kiếp A. Đây thật sự là khó có thể lý giải. Bình tâm nương nương cau mày, đem ánh mắt quét về phía bầu trời huyền hoàng, trong miệng không khỏi nỉ non. Nữ hoa vá trời, hoàng hát địa cũng đã xảy ra cửu long kéo quan tài, chẳng phải cũng sẽ đến sao? Ngay lúc này, toàn bộ hồng hoàng không khỏi chấn động. Bởi vì hoàng hắc địa xuất hiện, để cho chúng sinh trong lòng bất an. Thật giống như, cổ dị tượng này ý vị đại khủng bố gì, đều tản ra khí tức kinh người. Chư thánh trương vọng huyền hoàng thiên khung. Rất nhiều chuẩn thánh đại năng ngẩng đầu nhìn. Lợi tiên tri có ba, đã thành hai, còn có duy nhất. Điều duy nhất có thể xảy ra cửu long kéo quan tài sẽ tới sao? Bùm! Đột nhiên! Lúc này trên huyền hoàng thiên khung của hồng hoang truyền đến một trận tiếng nổ vang. Quy áp khủng bố nhuộm đẫm hồng hoang, rơi vào hồng hoang thiên địa, khí thế vô cùng mờ mịt hiện lên. Khí tức hoảng sợ vô tận, đột nhiên rơi vào trong hồng hoang, để cho hồng hoang chúng sinh lâm vào sợ hãi. Bọn họ sững sờ nhìn huyền hoàng thiên khung, tâm thần mãnh liệt trung động. Trong chốc lát, chư thánh tâm thần nhảy lên, rất nhiều chuẩn thánh tồn tại cũng là kinh thần. Bọn họ nhao nhao đem ánh mắt quét về phía nơi phát ra tiếng nổ vang này, hồng hoang tinh không. Chỉ thấy sâu trong tinh không, dị tượng lan tràn ra. Chính cự vật khổng lồ tản ra khí hỗn độn vô cùng chậm rãi hiện ra, nương theo uy áp còn khủng bố hơn cả thánh uy. Chúng nó bị xích sắc lạnh như băng trói lại, đang lôi kéo một cái quan tài đồng, chậm rãi hướng về hồng hoang thiên địa mà đến. Xuất hiện nhìn một màn này, rất nhiều chuẩn thánh tồn tại, thậm chí là chư thánh, giờ phút này đều là quá sợ hãi, tâm thần điên cuồng sao động. Nó đang đến. Cửu Long kéo quan tài, tới rồi. Chương không năm Kỳ danh là Hạo, Hạo cùng đạo cùng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương năm Tên là Hạo, Hạo cùng đạo đồng. Hống trong hàng tỷ ngôi sao chính con chân lông cực lớn bị xích sắt lạnh như băng trói lại, trong miệng không ngừng truyền đến trích gào. Toàn thân chúng nó huyền hắc, lân phiến tầng tầng đen kịt, có hỗn độn chi khí vây quanh, một đôi con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú vào hồng hoang đại địa, trong miệng không ngừng truyền ra trích gào, chấn động hồng hoang. Lai lịch của chúng lại càng kinh người. Là hỗn độn chân long còn khủng bố hơn cả thủy tổ long tộc ngày xưa. Hỗn độn chân long, từ nhỏ đã là thánh nhân, thân thể của bọn họ càng không phải thánh nhân có thể phá thực lực của bọn họ xa xa không phải chư thánh đương kim hồng hoang có thể so sánh cửu đầu hỗn độn chân long lôi kéo một cái quan tài đồng chậm rãi hướng về hồng hoang đại địa làm như được người chỉ dẫn trên đầu một đầu hỗn độn chân long cầm đầu lại có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng là hắn thúc đẩy cửu đầu hỗn độn chân long đi tới hồng hoang tên là hoang chỉ thấy hắn một thân trường bào huyền hắc có một đôi thần màu sắc bén đến cực điểm, giơ tay nhấc chân, liền dẫn động vô cùng đạo vận chấn động. Hắn một hô một hút, càng là dẫn tới hồng hoang tinh không bên trong vô cùng tinh thần vĩ lực lưu động, chậm rãi hướng về cái kia khẩu quan tài đồng mãnh liệt mà đi. Đột nhiên, hắn mở mắt rồi. Chỉ thấy hắn dùng con ngươi sắc bén quét về phía hồng hoang, ánh mắt dừng ở đám chuẩn thánh, cùng với chư thánh trên người, thoáng ngưng thần. Bị vị này nhìn chầm chầm, rất nhiều chuẩn thánh, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không khỏi rùng mình. Cùng người này đối diện, bọn họ giống như là đang đối mặt đạo tổ, một loại do tâm mà phát sợ hãi, chậm rãi xông lên đầu. Cuối cùng, bọn họ chịu không nổi cổ áp bách này, lập tức dời đi ánh mắt. Si. Bọn họ hít một hơi khí lạnh, trong lòng có chút sợ hãi. Người này, đến tột cùng là tồn tại gì? Chỉ là liếc mắt một cái, liền làm cho bọn họ chịu không nổi tên ta, Hoang. Bỗng nhiên, thiên âm chấn vang hồng hoang, từ hồng hoang tinh không truyền ra. Uy áp khủng bố trong nháy mắt rơi vào trên hồng hoang, truyền ra vô cùng đạo vận. Trên huyền hoàng trường không, trong nháy mắt có một lỗ hổng cực lớn hiện ra. Hổng. Long ngâm chấn vang chư thiên, chúng sinh đều kinh hãi. Bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao, nhìn chính đầu hỗn động chân long, nhất thời tâm thần run rẩy tới ngay. Cửu Long kéo quan tài, cứ như vậy hàng lâm hồng hoang. Chư thần nhìn xuống tâm thần bất an, đều là nhìn về phía cái kia chính đầu hỗn độn chân long. Hỗn độn chân long, bực này tồn tại, vậy mà cam nguyện kéo một cái cự quan, cũng bị người cưỡi ở ngồi xuống. Họ không thể tin được, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Mà thiếu niên cưỡi hỗn độn chân long cũng tự xưng là hoang. Chỉ là một câu nói, liền dẫn tới chư thiên ba nghìn cộng minh vô cùng đạo vận di động, không gian tạo nên tầng tầng gần sống. Tất cả đạo tắc đều là bởi vì vị thiếu niên này tự xưng mà oanh động. Chư thánh đều là ngay người, nhìn vị thiếu niên này, xác định vị thiếu niên này không có bất kỳ ác ý gì thời điểm, bọn họ liền bắt đầu đánh giá vị thiếu niên liếc mắt một cái liền làm cho bọn họ không thể không dời ánh mắt đi. Đây đến tột cùng là tồn tại vô thượng bực nào? Mà giờ phút này, toàn bộ hồng hoang, vô lượng chúng sinh đều là đem ánh mắt đặt ở trời cao, đặt ở cái kia cửu long kéo quan tài thượng. Chỉ thấy trên hoàng vũ. Cửu long kéo quan tài bày ra hồng hoang, huyền hắc mang quan nở rộ ở chư thiên. Tử khí mờ mịt, hào quan chiếu rọi hư không. Khí thế vô cùng khủng bố phóng ra từ cửu long kéo quan tài, làm cho chúng sinh hồng hoang đều chấn động. Ông. Hoang chậm rãi đứng dậy. Trong thoáng chốc, vô cùng đạo vận đều là di động, hướng hoang điên cuồng vọt tới. Đạo vận vô cùng, hiện ra bên cạnh hoang. Lập tức, hoang nhẹ nhàng vương một ngón tay, hơi hơi câu động, liền dẫn dắt đạo vận vô cùng này vào trong quan tài khổng lồ. T. Nhìn một màn như vậy, chư thánh nhất thời hít một hơi khí lạnh. Đây chính là đạo vận A. Nếu là luyện hóa, cho dù là thánh nhân cũng sẽ được lợi không nhỏ. Nhưng người này, vậy mà chướng mắt còn tất cả đều bị dẫn dắt vào trong cổ quan tài khổng lồ kia. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là Ở trên cổ quan tài khổng lồ kia, lại còn có vô số cảnh tượng di động, thậm chí còn có minh văn không ngừng lưu chuyển. Hùng bá hồng mông, diễn hóa hồng hoang, lực hết sức, đạo trung cực, duy hạo độc tôn. Vắt ngang vô số cơ duyên. Vô thượng đại thiên tôn. C. Si. Nhìn minh văn không ngừng lưu chuyển này, chúng sinh nhất thời ngây người thậm chí ngay cả chư thánh giờ phút này cũng quá sợ hãi hùng bá hồng mông diễn hóa hồng hoang hồng hoang không phải do bàn cổ đại thần mở ra sao tại sao lại tiến hóa còn có lực hết sức đạo chung cực đây là chuyện gì xảy ra bàn cổ đại thần mới là lực hết sức là người nắm giữ đầu khôi đại đạo hiện tại lại xuất hiện một cái lực hết sức khác hơn nữa còn tự xưng là đạo chung cực chúng sinh thấy vậy đều không khỏi cười lạnh phải biết rằng ngay cả đạo tổ cũng chưa từng nói mình là đạo chi chung cực đến tột cùng là ai có khẩu khí lớn như vậy nhưng bọn họ không biết chính là chư thánh cùng những chuẩn thánh kia tồn tại cùng ý nghĩ của bọn họ lại rất khác nhau nếu lời tiên tri đó là sự thật đạo chung cực kia thật sự rất có khả năng tất cả những thứ này quả thực quá mức hư ảo lời tiên tri muôn đời trước đây đến nay đã trở thành sự thật nếu không có sự thật xảy ra bọn họ làm sao dám tin lời tiên đoán trở thành sự thật nói cách khác cái này truyền ra lời tiên đoán chấn động ba ngàn chư thiên người chính là cái kia áp đảo trên thiên đạo vô thượng tồn tại đây chính là tồn tại khủng bố hơn hồng quân đạo tổ rất nhiều a à? nếu là hắn xuất hiện ở hồng hoang nhất định là có thể độc bá hồng hoang cái gì thánh nhân, cái gì đạo tổ, ở trong mắt hắn, cũng bất quá là chê cười. Đây quả thực, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, rất nhiều chuẩn thánh đại năng tiếp tục nhìn về phía kia không ngừng lưu chuyển minh văn, nhìn phía sau kia chậm rãi lưu động 12 chữ, nhất thời trận trong mắt. Tên là Hạo. Hạo cùng đạo đồng. Chí tôn chí quý. Hạo. Người này là ai? Thế nào? Chẳng lẽ lúc trước hùng bá hồng mông, những lời này, không phải đang nói cái kia khống chế hỗn độn chân long thiếu niên. C. Cái này đủ để khống chế hỗn độn chân long tồn tại, vậy mà còn không phải cái kia áp đảo trên thiên đạo vô thượng tồn tại. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả chư thánh, giờ phút này đều là mộng. Cái liếc mắt này liền để cho bọn hắn tránh tới hoang, dĩ nhiên không phải vị kia truyền ra lời tiên tri người. Vậy tồn tại tên hạo này rốt cuộc là ai? Chương 06 Chính con rồng kéo hồng quan tài sắp đến hồng hoang. Tím Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Cửu lông kéo quan tài sắp đến hồng hoang. Chuông tử tiêu cung vang lên. Đây là hạo chi nhân, đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Hồng quân đạo tổ ngồi xếp bằng trong đạo cung, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút mệt mỏi. Bất quá thoáng thôi diễn một phen, chính là gặp phải cắn trả nặng như thế hắn tin tưởng nếu là mình lại tiếp tục liều lĩnh thôi diễn này tên là hạo vô thượng tồn tại thân phận thực lực chỉ sợ chính mình cho dù là đạo tổ cũng căn bản không cách nào chống lại này khủng bố cắn trả a à. hắn nhìn lên hồng hoang tin không nhìn cái kia to lớn cửu long kéo quan dần dần tới gần hồng hoang sâu trong nội tâm cũng là điên cuồng vang lên cảnh báo nếu là cửu long kéo quan tại thật sự đến hồng hoang vì câu thứ nhất tiên đoán chứng thực vậy câu tiên tri thứ hai, câu tiên tri thứ ba có phải cũng sẽ từ từ xuất hiện? Đến cuối cùng, thậm chí cái kia tên là hạo vô thượng tồn tại, cũng sẽ xuất hiện ở hồng hoang bên trong. Hồng quân đạo tổ thoáng có chút ngồi không yên. Nếu như lời tiên đoán thật sự nhất nhất thực hiện hóa, đầy đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng tỷ như, này liệt cùng đạo đồng hạo, nếu xuất hiện, chỉ sợ sẽ trực tiếp uy hiếp đến bản thân tại hồng hoang bên trong địa vị trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn hồng quân đạo tổ lập tức quyết định ngăn cản cửu long kéo quan tài lại quyết không thể để nó phá tan cấm chế tinh thần vào trong hồng hoang quản hắn cái gì vô thượng đại thiên tôn cho dù kinh khủng hơn nữa thì sao lại không xuất hiện hết thảy đều là vọng đàm về phần tồn tại tên là hoang này hồng quân đạo tổ hiển nhiên cũng lộ ra vẻ trầm ngưng dù sao cho dù là hắn cũng nhìn không thấu này hoang thực lực đến tột cùng như thế nào. Đây tất nhiên không phải là người tồn tại trong hồng hoang của bọn họ. Chẳng lẽ, đến từ chư thiên? Hồng quân đạo tổ thần sắc ngưng trọng, nếu là muốn ngăn cản cửu long kéo quan tài, liền tất nhiên trước đêm tên kia là hoang người trấn áp. Nếu không, muốn ngay trước mặt hoang ngăn cản cửu long kéo quan tài, cái này căn bản không có khả năng thực hiện. Đừng nói đến thực lực hoang đến tột cùng như thế nào, liền cái kia chính đầu hỗn độn chân long đây cũng không phải người bình thường có thể chống lại hỗn độn chân long vì cùng đế thính đồng thực lực của bọn họ càng không thể khinh thường coi như là thánh nhân cũng cần cẩn thận cho nên bởi vậy liền có thể suy đoán tồn tại có thể cưỡi trên đầu hỗn độn chân long thực lực tất nhiên là muốn vượt qua cái này chính đầu hỗn độn chân long có thể tưởng tượng được người tên hoang này thực lực khủng bố cỡ nào Hồng quân đạo tổ thần sắc hơi ngưng tụ, hai tay hơi phất, dẫn động hỗn độn chi khí, trực tiếp là hướng tử tiêu cung điên cùng vọt tới. Nếu một người không thể đối phó, vậy để cho toàn bộ hồng hoang, đến trợ giúp mình đem cửu long kéo quan tại áp chế tại hồng hoang tinh thần này. Cũng chính là... Chặn. Ông. Một tiếng chuông vang, ầm ầm nổ vang, từ tử tiêu cung truyền ra hỗn độn, chấn động cả hồng hoang. Ngay lúc này, vô cùng sinh linh đều hồn nhiên rung lên nghe được tiếng chuông này đều cúi người thở dài mà hiện nay những tồn tại vô thượng kia tất cả đều ngưng thần mà nhìn ngưỡng mộ hỗn độn chỗ sâu tâm thần đột nhiên rung lên chuông tử tiêu cung vang lên điều này có nghĩa là có đại sự phát sinh a à? chỉ thấy trong bát cảnh cung thái thượng lão tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tử tiêu cung đạo tổ kêu gọi không thể không đi mà hắn, hiển nhiên cũng đã biết, đạo tổ vì sao truyền lệnh cho bọn họ. Đơn giản chính là chuyện cửu long kéo quan tài. Nhưng để cho Thái Thượng Lão tử nghi hoặc chính là Cửu Long kéo quan tài này sự tình trọng đại, ngay cả đạo tổ cũng không thể khởi thần sao. Vậy chính con hỗn độn chân long này rốt cuộc có thực lực như thế nào? Còn có vô thượng tồn tại hoang có thể khống chế chính đầu hỗn độn chân long, thực lực như thế nào? Quan trọng hơn vì kia cùng đạo đồng hạo, lại là cái gì tồn tại? Trong lòng mang theo đủ loại nghi hoặc, Thái Thượng Lão tử nhìn về phía huyền đô Đại Pháp Sư, chậm rãi mở miệng nói. Vì sư cần đi tới tử tiêu cung một chuyến, ngươi nhớ kỹ, không được tùy tiện rời khỏi bát cảnh cung. Vâng, sư tôn. Huyền đô Đại Pháp Sư thấy lão sư nhà mình thần sắc ngưng trọng như thế, cũng không dám hỏi nhiều, lúc này thở dài đáp lại. Vừa dứt lời, Thái thượng lão tử hóa thành huyền hoàng chi khí, biến mất trong bát cảnh cung. Không chỉ là thái thượng lão tử, ý hiệu triệu của Hồng Quân đạo tổ đã bị rất nhiều tồn tại vô thượng đoán ra. Thí dụ như Tam Thanh Chi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Thông Thiên giáo chủ trên Tam Thanh. Hai vị này đều là thánh nhân tồn tại. Chỉ cần không ngốc, đều có thể đoán ra tại Cửu Long kéo quan tài xuất hiện thời khắc đạo tổ hiệu triệu bọn hắn đến tột cùng là bực nào dụng ý nhưng giờ phút này bọn họ đều rất bất ngờ dĩ vãng thời khắc đạo tổ kêu gọi đơn giản cũng chính là để cho bọn hắn lục thánh tiến đến tử tiêu cung nghị sự nhưng lúc này đây dường như không chỉ có lục thánh bọn họ trong ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn thần sắc ngưng tụ chậm rãi đứng dậy nhìn về phía tử tiêu cung sau đó cũng mở miệng nói với mười hai kim tiên bổn tọa cần đi tới tử tiêu cung một chuyến bổn tọa rời đi trong khoảng thời gian này các ngươi chớ có ở trong hồng hoang gây chuyện vâng thiên tôn mười hai kim tiên đều gật đầu đáp lại cửu long kéo quan tài đến tột cùng nguồn gốc nơi nào vì sao lại khiến cho đạo tổ chú trọng như thế nguyên thủy thiên tôn trong lòng có chút suy nghĩ nhưng muốn minh bạch cái đại khái chỉ có ở đi trước tử tiêu cung sau đó mới có thể giải thích nghi hoặc còn có trong bích du cung thông thiên giáo chủ cũng là như thế sau khi chuông tử tiêu cung vang lên lúc này lên đường mang theo tất cả nghi ngờ trong lòng chạy tới tử tiêu cung phía tây trên tu di sơn tây phương nhị thánh giờ phút này cũng đang đối với thân phận vô thượng đại thiên tôn hạo trên quan tài cổ thanh đồng kia không ngừng nghi kỵ nhưng bởi vì chuông tử tiêu cung vang lên hai người bọn họ không thể không dừng lại tất cả suy nghĩ trong lòng sư huynh xem ra cửu long kéo quan tài này lai lịch không nhỏ. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt vàng khổ, lúc này nhíu mày nói. Xem ra, tồn tại tên là hoang cùng với chính con hỗn độn chân long, thậm chí là hạo khắc trên minh văn đều khiến đạo tổ chú ý. Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi tử tiêu cung, hiểu rõ đi. Thiện. Dứt lời, hai vị thánh nhân hóa thành một đạo sáng chói mang quan, biến mất ở trên tu di sơn. Cùng lúc đó, một trong lục thánh nữ oa nương nương cũng là đã về tới oa hoàng cung. Vừa mới tới đạo cung, đã nhận được lệnh của đạo tổ, chung tử tiêu cung vang lên. Nàng thần sắc ngưng trọng, nhìn toàn bộ hồng hoang hoàng hắc bộ dáng, sau đó quét về phía hồng hoang tinh thần, cũng là trong lòng trầm xuống. Bổ thiên chi khuyết, hoàng hắc địa xuất, cửu long kéo quan hàng. Điều này thật sự làm cho nữ oa nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ từ trước vạn cổ, đã có người đoán được mình sẽ bổ thiên? Trong lòng ngàn vạn nghi hoặc dưới, nữ hoa cũng là đi tới hỗn độn. Nếu đạo tổ truyền lệnh, đạo tổ kia tự nhiên là biết chút gì đó, có lẽ có thể vì bọn hắn giải thích nghi hoặc cũng nói không chừng. Ngoại trừ chư thánh, trong hồng hoang, rất nhiều chuẩn thánh đại năng cũng đều nhận được ẩn ý của chung tử tiêu cung. Chương 7 Lại lập thiên đình Mới thiên đình muốn lập uy bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Lại lập thiên đình Tân thiên đình muốn lập uy. Muốn ngăn cản cửu long Tây phương, trong ngũ trang quan. Trấn Nguyên tử nhìn về phía hồng hoang tinh không, thần sắc ngưng trọng, đối với cửu long kéo quan tài chấn động xuất hiện, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cửu long kéo quan tài, thật sự xuất hiện. Lời tiên tri đó chẳng phải cũng là sự thật sao? chính cái hỗn độn chân lông kéo liễn còn có một vị vô thường tồn tại hộ đạo tồn tại tên là hạo này đến tột cùng là thân phận như thế nào lại là thực lực bực nào trấn nguyên tử không thể tưởng tượng ông bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên khiến trấn nguyên tử chú ý chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng đem ánh mắt quét về phía tử tiêu cung đạo tổ truyền lệnh có liên quan đến dị tượng gần đây không hoàng hát địa cửu long kéo quan tài không thể tưởng được một câu này tiên đoán đúng là ngay cả đạo tổ đều cho dẫn ra lời tiên tri này đến tột cùng là xuất phát từ nhân khẩu nào thôi mà thôi đã là đạo tổ truyền lệnh bổn tọa là địa tiên chi tổ tự nhiên là muốn đi một chuyến có lẽ có thể từ trong miệng đạo tổ biết được chút gì đó cũng nói không chừng nói xong trấn nguyên tử liền hóa thành một đạo lưu hồng hướng hỗn độn chỗ vọt tới. Biển máu mênh mông, nơi này sát khí cuồn cuộn, huyết khí ngút trời. Nếu là người bình thường đi tới huyết hải, không thể nghi ngờ sẽ bị này vô cùng sát khí cho nghịch biến tâm trí. Nhưng ở sâu trong biển máu, lại có một vị đạo nhân như vậy, có thể hấp thu sát khí biển máu để tu hành. Chỉ thấy Minh Hà Lão Tổ ngồi ở chỗ sâu trong huyết hải, thần mâu đỏ lên, toàn thân tràn ngập huyền hắc mang quan, ở trong huyết hải u hồng huyền hắc này thể hiện ra một đạo sáng ngời không giống nhau hoàng hát địa xuất cửu long kéo quan tài hàng đây không thể nghi ngờ cũng là khiến cho hắn kinh động chỉ thấy minh hà lão tổ chậm rãi đứng dậy quét về phía hồng hoang thiên địa nhất thời ngưng thần lời tiên tri này cảnh báo điều gì hạo hạo cùng đạo đồng vô thượng đại thiên tôn hắn là tồn tại gì chính cái hỗn độn chân long kéo liễn một tôn có thể so với thánh nhân phía trên tồn tại hộ đạo. Khi cự quan bên trong, đến tột cùng lại mai tán cái gì tồn tại? Chẳng lẽ là... Hạo. Ông. Ngay tại Minh Hà Lão Tổ suy đoán thời điểm, một đạo tiếng chuông, mãnh liệt chấn động biển máu, kinh động Minh Hà. Chuông tử tiêu cung vang lên. Hắn nhảy dựng lên, đem ánh mắt quét về phía chỗ sâu trong hỗn độn. Xem ra, ngay cả đạo tổ cũng kinh động rồi đạo tổ tuyên triệu có thể cùng cửu long kéo quan tài này có liên quan hay không là ngăn cản hay là tung hoành cuối cùng minh hà lão tổ cũng là không có cự tuyệt liền lập tức khởi động chạy tới hỗn độn chỗ sâu đương nhiên hắn cũng không dám cự tuyệt dù sao đây chính là đạo tổ là có thể thổi hơi khí liền có thể nghiền chết hắn tồn tại đương nhiên đạo tổ tuyên triệu cũng không chỉ là Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà Lão Tổ hai người. Còn có các lộ chuẩn thánh tồn tại trong hồng hoang. Thí dụ như Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu, trải qua vu yêu đại chiến chưa chết yêu tộc yêu sư công bằng. Sâu trong hỗn độn. Trong tử tiêu cung. Giờ này khắc này, đã có không ít tồn tại, đều hội tụ ở nơi đây. Bọn họ nhau nhau ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi đạo tổ xuất hiện. Ông. Bỗng nhiên, bát âm tiên nhạc chấn vang tử tiêu cung, một đạo khí tức khủng bố, trong nháy mắt tràn vào trong đạo cung. Quy áp hoảng sợ, làm cho rất nhiều chuẩn thánh không khỏi ngưng thần. Chỉ thấy thần sắc bọn họ ngưng trọng, nhất thời hướng trên đỉnh thở dài. Chúng ta, bái kiến thánh nhân. Chiêu thánh bất vi sở động, chỉ là tự mình nhẹ nhàng phất tay, nhào nhào tế ra một cái bộ đoàn, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, liệt ở trước đạo đài những chuẩn thánh đại năng này tồn tại cũng không dám làm càng. Đối mặt với thánh nhân, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tính tình gì. Nếu là đế tuấn thái một hai người, hoặc hoặc là vu tộc 12 tổ vu tẩn đều trên đời, nói không chừng còn có thể cùng thánh nhân khiêu chiến. Hiện tại đều vẫn là, những chuẩn thánh một liệt vô thượng đại năng, đã là không còn có thể khiêu chiến thánh nhân tồn tại. Dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, lời này không chỉ là nói mà thôi. Ông đột nhiên không gian chấn động trong tử tiêu cung đạo vận đều hướng trên đạo đài hội tụ mà đi không cần nghĩ cũng biết đây là đạo tổ xuất hiện mọi người liên tục đứng dậy đồng thời thở dài với đạo đài chúng ta bái kiến đạo tổ ngay cả thánh nhân lúc này cũng không có ngoại lệ thần sắc ngưng trọng thở dài nói chúng ta bái kiến sư phụ từ chỉ thấy trên đạo đài một vị đạo nhân vải thô áo gai chậm rãi xuất hiện hắn vuốt vuốt chòm râu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một phen hôm nay ta tuyên triệu các ngươi đến tử tiêu cung nói vậy cũng đã có người đoán được dụng ý của ta chỉ thấy hồng quân đạo tổ ngồi ngay ngắn trên đạo đài chậm rãi lên tiếng sư phụ có liên quan đến dị tượng kia không chuẩn đề đạo nhân không chút do dự lập tức lên tiếng hỏi từ hồng quân đạo tổ gật gật đầu sư phụ xin hỏi lời tiên đoán kia rốt cuộc là từ đâu mà đến đối mặt với dị tượng có thể dẫn động thiên địa đạo tắc, thái thượng lão tử đều thiếu kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn lúc này ngưng thần, trực tiếp hướng hồng quân đạo tổ dò hỏi. Không biết. Hồng quân đạo tổ lắc đầu, ra vẻ khó hiểu. Cái này. Trong lúc nhất thời, chư thánh đều sửng sốt. Lời tiên tri này đến tột cùng có lai lịch gì, ngay cả đạo tổ cũng không biết sao. Vậy ẩn ý đằng sau lời tiên tri này, trong toàn bộ hồng hoang, chẳng phải là không ai có thể đoán được ngay cả trong đạo cung rất nhiều chuẩn thánh tồn tại cũng là tâm thần chấn động không khỏi cảm thấy rung động bọn họ vốn là tới giải thích nghi hoặc nhưng hiện tại ngay cả hồng quân đạo tổ cũng không rõ vậy nghi hoặc trong lòng bọn họ chẳng phải là vĩnh viễn đều thành bí ẩn vậy lão sư vì sao lại triệu tập chúng ta chẳng lẽ là bởi vì thiên địa dị tượng này cửu long kéo quan tài bỗng nhiên tiếp dẫn đạo nhân lên tiếng hỏi không phải vậy hồng quân đạo tổ lắc đầu nói lần tuyên triệu này không liên quan đến dị tượng kia mà là đại chiến vu yêu kết thúc thiên đình yêu tộc liên quan đến ngôi sao không thể quả quyết ngã xuống cho nên ta muốn lập tân thiên đình tân thiên đình trong đạo cung tất cả mọi người đều là nghi hoặc nhất thời nhíu mày nói đạo tổ ngươi là muốn đem yêu tộc thiên đình cho hoáng tân chế tạo thành hồng hoang bên trong cái thứ hai thiên đình đúng vậy hồng quân đạo tổ gật gật đầu nói tân thiên đình chi chủ ta liền giao cho hạo thiên chấp quản từ giờ khắc này trở đi hạo thiên làm thiên đình tân đế thiên đế vừa dứt lời ở phía sau đạo đài kia một vị thiếu niên chậm rãi đi ra thần sắc hắn non nớt lại mang theo vài phần uy nghiêm hắn chính là môn hạ đồng tử của đạo tổ ngày xưa nhưng từ giờ phút này trở đi hắn chính là tân thiên đình chi chủ thiên đế hạo thiên đạo tổ chi lệnh ai dám không theo hạo thiên tự nhiên cũng phấn chấn dù sao tân thiên đình này chính là đạo tổ lập vừa mới lập liền đủ để đứng hàng thánh nhân đại giáo mà mình là thiên đế của tân thiên đình thân phận tôn quý cỡ nào các ngươi có dị nghị gì không chỉ thấy lời nói của hồng quân đạo tổ vang lên trong tử tiêu cung khiến toàn thân mọi người chấn động không dám lập tức tất cả mọi người trong đạo cung bao gồm thánh nhân đều là nhẹ nhàng gật đầu hồng quân đạo tổ là thân phận bực nào hạ lệnh cũng không phải là đang thương lượng chỉ là đang tuyên cáo bọn họ bọn họ cho dù không theo cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì các vị trong lúc nhất thời hạo thiên cũng hăng hái lập tức áp đảo chuẩn thánh đại năng chậm rãi mở miệng nói hôm nay tân thiên đình lập bổn tọa là thiên đế mà tân thiên đình vừa lập ta nếu muốn ngồi vững vàng thiên đình vậy tất nhiên là cần hướng toàn bộ hồng hoang chứng minh ta có trở thành thiên đình thiên đế cái kia thực lực cho nên bản thiên đế đem dẫn dắt thiên đình ngăn cản cái kia cửu long kéo quan tại đến hồng hoang thuần tây ngăn cản vu yêu đại chiến lần thứ hai phủ xuống chương không thiên đế hạo thiên. Đạo tổ pháp chỉ, chư thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Thiên đế hạo thiên. Đạo tổ pháp chỉ, cường giả tụ tập. Lập uy. Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, đối với việc này có chút khịt mũi. Người này vừa mới nhậm chức, đã muốn ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Khoan hãy nói trước cái kia tên là hạo vô thượng tồn tại, có thể hay không xuất hiện. Cho dù là chính con hỗn độn chân long cũng đủ cho hạo thiên ăn một bình. Còn có hoang trên hỗn độn chân long, Cho dù là một tôn thánh nhân, cũng không dám nói mình có thể chống lại hắn. Mà hạo thiên này, bất quá đại la kim tiên, ngay cả chuẩn thánh cũng không tính, làm sao có dũng khí đi ngăn cản cửu long kéo quan tài nhưng câu nói cuối cùng của hạo thiên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong đạo cung chỉ thấy hạo thiên khóe miệng khẽ nhếch lập tức giải thích nếu để cửu long kéo quan tài đến hồng hoang nói không chừng trong hồng hoang sẽ hình thành một cổ thế lực mới cổ thế lực mới này sẽ nhanh chóng thành hình trong hồng hoang ai cũng không biết mục đích của cổ thế lực này đến tột cùng là cái gì nếu bọn họ muốn xưng bá hồng hoang không chừng sẽ khiến vu yêu lượng kiếp lần thứ hai muốn ngăn cản lần thứ hai vu yêu lượng kiếp, liền tỉ như đem cổ thế lực mới này bóp chết từ trong trứng nước. Đây cũng là mục đích bổn đế lập uy. Hả? Minh Hà Lão Tổ lập tức lên tiếng nói. Ngươi bất quá đại la kim tiên, tại sao sức lực đi ngăn cản cửu long kéo quan tài? Nghe xong, Hạo Thiên cũng không lên tiếng. Hắn chỉ xoay người nhìn về phía hồng quân đạo tổ, chậm rãi mở miệng nói. Đại lão gia, ngươi xem lời còn chưa dứt hồng quân đạo tổ đã chậm rãi mở miệng nói ý của hạo thiên chính là lệnh của ta cửu long kéo quan tài quyết không thể rơi vào hồng hoang kỳ thật tân thiên đình lập chính là ý của hắn mà hạo thiên là thiên đế cũng là ý của hắn để hạo thiên lập uy ngăn cản cửu long kéo quan tài càng là ý của hắn nếu trong lời tiên đoán có tân thiên đình lập vậy chính mình đoạt ở câu thứ hai tiên đoán đi ra trước liền lập xuống tân thiên đình, chẳng phải là có thể ngăn chặn lời tiên đoán này. Đến lúc đó, cái gì Nhật Nguyệt Lăng không, Vạn Thánh hộ Quang, cũng sẽ không xuất hiện. Vô Thượng Đại Thiên Tôn Thiên Tôn không có trở về, tính là cái gì? Trong Hồng Hoang, có một vị đạo tổ như hắn là đủ rồi. Tân Thiên Đình vừa lập, Hạo Thiên vừa thành Thiên Đế, nhưng muốn bằng lực một người ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, lúc này cần các ngươi tương trợ. Hồng quân đạo tổ đem ánh mắt quét về phía chư thánh, lập tức lên tiếng. Lão sư, ngươi là muốn cho chúng ta tương trợ hạo thiên, ngăn cản cửu long. Từ hồng quân đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu. Lời tiên tri này rốt cuộc hàm ý như thế nào? Nhận được tin chính xác, chư thánh tâm thần khẽ động. Cho dù là hồng quân đạo tổ, cũng muốn ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng, vậy đằng sau câu tiên đoán này đến tột cùng ẩn giấu bí ẩn kinh thiên gì? Mà tồn tại mà ai cũng không muốn nhắc tới, có phải lại là tồn tại vô thượng hạo kia hay không? Từ lập tức trở đi, các ngươi liền tương trợ hạo thiên, ngăn cản cửu long kia kéo quan tài đến hồng hoang. Về phần hoàng hắc địa này, ta sẽ tự xử lý. Hồng quân đạo tổ thần sắc ngưng tụ, lập tức hạ lệnh. Chúng ta tuân chỉ. Chiêu thánh thần sắc khác nhau, nhưng cũng đều thở dài đáp lại những chuẩn thánh đại năng khác cũng chậm rãi đứng dậy, thở dài nói với Hồng Quân Đạo Tổ. Ngay sau đó, Hồng Quân Đạo Tổ phất tay, truyền ra một đạo pháp lệnh vung ra tử tiêu cung, hướng Hồng Hoang dân trào mà đi. Chính con hỗn độn chân long kia cũng không phải dễ đối phó. Muốn ngăn cản cửu long kéo quan tài, nhất định phải toàn bộ Hồng Hoang kết hợp lại. Ta đã tuyên triệu toàn bộ Hồng Hoang, trên đại la vô số tồn tại đến tương trợ, các ngươi tự giải quyết cho tốt vừa dứt lời hồng quân đạo tổ đã biến mất trong tử tiêu cung mà hào thiên hiếp mắt đứng trước tất cả chuẩn thánh đại năng chậm rãi mở miệng nói đã như vậy vậy chư vị không bằng đi trước ngô thiên đình một chuyến ta vừa thành thiên đế tất nhiên là trước tiên phải hảo hảo xử trí một phen thiên đình sau đó chúng ta lại hảo hảo nói chuyện như thế nào ngăn cản cái kia cửu long kéo quan tài hàng như thế cũng tốt rất nhiều chuẩn thánh tồn tại cũng nhẹ nhàng gật đầu sau đó, Hạo Thiên cũng tiếp tục nhìn về phía chư thánh, nói tiếp. Chư vị thánh nhân, Hạo Thiên kính xin các vị có thể đi thiên định của ta một lần, cùng nhau nói chuyện ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng. Không cần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lướt qua Hạo Thiên, nhất thời ngưng thần nói. Cái kia chính đầu hỗn độn chân long liền giao cho các ngươi đối phó, về phần tên là hoang tồn tại, tất nhiên là có chúng ta. Nói xong, hắn liền biến mất trong tử tiêu cung, làm như trở về đạo tràng nhà mình. Các thánh nhân khác cũng không nói gì, không đợi Hạo Thiên lên tiếng đã tiêu tán. Hạo Thiên không cho là đúng, chỉ là trong thần mâu xẹt qua một đạo linh quang, liền cùng chuẩn thánh đại năng biến mất ở trong tử tiêu cung. Cùng lúc đó, trong đương kim yêu tộc, giờ phút này yêu tộc cũng đã nhao nhao thoát khỏi thiên đình, dự định tập kết lại, âm thầm phát triển. Đương kim yêu tộc, yêu đế yêu hoàng tất cả đều ngã xuống, yêu sư đang ở tân thiên đình mười đại yêu thần vẫn là có năm còn sót lại một nửa phân có bạch trạch kế mông thương dương phi liêm tất phương năm vị yêu thần xuất lĩnh còn lại yêu tộc người đã là đi tới một nơi hoang vắng vắng vẻ giống như ba tộc long phượng kỳ lân ngày xưa bắt đầu ẩn cư nhưng ngay sau đó yêu tộc lại nhận được đạo tổ pháp lệnh đạo tổ kêu gọi đây là để cho chúng ta đi tới tân thiên đình thương nghị ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng. Bạch trạch thần sắc ngưng trọng, có chút khó hiểu. Thân là tồn tại cấp bậc chuẩn thánh, thực lực tất nhiên là đáng sợ. Nhưng bởi vì trong đại chiến bị thương, thực lực giảm mạnh, đã là bộc phát không ra chuẩn thánh trung kỳ tất cả thực lực. Những yêu thần khác tất nhiên là như thế. Yêu sư đã đi tân thiên đình, nói vậy cũng là vì ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng một chuyện. Đạo tổ pháp chỉ, chúng ta không thể không theo phi liêm cũng thở dài nguyên bản yêu tộc bọn họ là muốn ẩn cư sau đó âm thầm phát triển hiện tại đạo tổ pháp chỉ hạ xuống mạnh mẽ để cho bọn hắn lần nữa hiện thân đi tương trợ tân thiên đình ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng cái này thật sự là để cho bọn hắn có chút bất đắc dĩ không có biện pháp đạo tổ cũng đã hạ lệnh bọn họ không thể không theo đã như vậy vậy thì đi tới tân thiên đình đi năm đại yêu thần đều lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó cùng nhau lên đường đi thẳng tới thiên đình. Đồng thời, còn có vu tộc lúc này, đại vu hình thiên, cửu phượng. Cũng là như thế. Đạo tổ pháp chỉ đỉnh ở trên đầu, nếu là 12 tổ vu vẫn còn, nói không chừng còn có thể phản kháng, dù sao vu tộc cái gì cũng không phục, chỉ phục phụ thần, cho dù hồng quân đạo tổ pháp chỉ, bọn họ cũng không nhất định sẽ nghe. Nhưng hiện nay 12 tổ vu đã chết hết, chỉ còn hầu thổ nương nương bị giam cầm ở địa phủ, đạo tổ pháp nhằm vào, bọn họ đã là không thể không nghe a. À. Không chỉ vậy, còn có cả hồng hoang bên trong các lộ cường giả, đều là nhau nhau chạy tới thiên đình chỗ ở. Cường giả tụ tập ở thiên đình, toàn bộ hồng hoang đều là gây nên oanh động. Toàn bộ hồng hoang đều động. Nhưng chỉ có nhất địa nhất tộc, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt với đạo tổ pháp chỉ, khịt mũi coi thường, căn bản không chút phản ứng, giống như cái gì cũng không biết, đang làm chuyện mình nên làm. Chương 09 Tập kết hoàn tất Chính con rồng kéo hầm quan tại đến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 tập hợp xong Cửu Long kéo quan tại đến Đại chiến bùng nổ Trên bầu trời hồng hoang Trong thiên đình mà mắt thường có thể thấy được Thiên đình đứng ở trên 33 tầng trời vốn là yêu tộc thiên đình ngày xưa nhưng từ giờ phút này trở đi thiên đình chủ liền trở thành hạo thiên lúc này trong thiên đình chủ điện hoa dương cung đã bị hạo thiên đổi tên thành lăng tiêu trong lăng tiêu điện hạo thiên đã ngồi xếp bằng trên chủ tọa chờ đợi rất nhiều đại năng đến lúc này trong điện chuẩn thánh đại năng đã tập kết ở đây bọn họ nhìn dáng vẻ hăng hái của hạo thiên cũng có chút buồn cười nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao, ngày xưa một vị môn đồng bỗng nhiên liền trở thành này vô cùng tôn quý thiên đế, tự nhiên là vô cùng phấn chấn. Chỉ thấy Hạo Thiên nhướng mày, nhìn về phía chuẩn thánh tồn tại, lập tức lên tiếng. Trước khi rất nhiều đạo hữu đến đây, không bằng chúng ta đàm luận một phen, nên làm thế nào ngăn cản Cửu Long kéo quan tại Hàng Lâm Hồng Hoang của ta? Cái này còn cần đàm luận. Minh Hà lão tổ hiếp thần mâu, trực tiếp đáp lại nói: ngoại trừ đánh, chẳng lẽ thiên đế còn có đối sách khác? Đúng vậy. Côn bằng mặt đạo bào xanh biết nheo mắt, lập tức cười lạnh nói. Chẳng lẽ... Thiên đế còn có đối sách khác? Chẳng lẽ là muốn đi giảng đạo lý với tồn tại tên là Hoang kia? Minh Hà cùng côn bằng hai người một câu, trực tiếp làm cho hạo thiên nghẹn lời. Để cho mình đi cùng vô thượng tồn tại khống chế hỗn độn chân long kia giảng đạo lý. Hắn cũng không dám cho dù là giảng đạo lý, vậy mình nên nói như thế nào với tồn tại vô thượng kia? Chẳng lẽ, trực tiếp chỉ vào mũi của hắn, trực tiếp nói rõ. Hồng hoang không hoan nghênh các ngươi, từ đâu tới cút đi đâu. Mẹ kiếp. Mình còn trẻ, không muốn tráng niên mất sớm như vậy. Hắn vừa mới thượng vị thiên đế, nhưng còn không có hưởng thụ nên có niên hoa, làm sao sẽ đi tìm cái chết đây. Tồn tại tên là hoang kia, đã có thánh nhân đi đối phó rồi về phần chúng ta chỉ cần ứng phó chính đầu hỗn động chân long kia trấn nguyên tử thần sắc bình tĩnh không có náo động chỉ chậm rãi mở miệng nói từ tây vương mẫu cũng nhẹ nhàng gật đầu sau đó cũng nói ra nghi hoặc trong lòng mình chỉ có điều tồn tại tên là hoang kia thực lực đến tột cùng là khủng bố cỡ nào đúng là cần sáu vị thánh nhân cùng ra tay chống lại nghe vậy mọi người trong điện lập tức hoàng hồn cũng hồi tưởng lại lời nguyên thủy thiên tôn ngày xưa sáu vị thánh nhân cùng ra tay chỉ vì trấn áp tồn tại tên là hoang kia đây chẳng phải là hoang này thực lực đã siêu thoát thánh nhân mọi người suy nghĩ cực kỳ sợ hãi đã là rất khó suy nghĩ tiếp dù sao bọn họ cho dù là thánh nhân tầng thứ đều không thể đạt tới nói gì trên thánh nhân nếu hoang thật sự siêu thoát thánh nhân vậy đây căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó ngoại trừ lục thánh liên thủ bọn họ đã không còn cách nào khác hoặc là đạo tổ ra tay. Nhưng Hồng Quân đạo tổ đã sớm hợp đạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Trừ phi Lục Thánh bại. Nhưng điều đó có khả thi không? Cho dù tồn tại Hoang Siêu Thoát Thánh Nhân, dưới tình huống Lục Thánh liên thủ cũng không phải là đối thủ. Thánh nhân ở giữa hồng hoang, đạo tổ không ra tay đã là chiến lược tuyệt đỉnh. Không có khả năng sẽ bại. Huống chi trong tay thánh nhân còn có chí bảo Tiên Thiên thí dụ như thái thượng lão tử trong tay thái cực độ có thể giá ra kim kiều oanh sát kim kiều dưới ngoại trừ thánh nhân ra hết thảy tồn tại mà bàn cổ phiên trong tay nguyên thủy thiên tôn càng là sát phạt vô song coi như là thánh nhân cũng không thể tay không chống lại về phần thông thiên giáo chủ lại càng đáng sợ chấp chưởng tru tiên tứ kiếm sát phạt tuyệt đỉnh không phải tứ thánh không thể phá nếu là bày ra cho dù tên là hoang tồn tại siêu thoát thánh nhân cũng quyết không thể dễ dàng phá đi. Đây chính là hồng hoang đệ nhất sát trận, thánh nhân cũng không thể khinh thường. Có ba vị thánh nhân này ở đây, trận chiến này cũng tuyệt đối không thể thua. Một trận thuốc an thần đánh lên người, mọi người trong điện thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bọn họ cần chú ý, đó là chính đầu hỗn độn chân long. Tuy nói hỗn độn chân long đáng sợ, nhưng Hồng quân đạo tổ đã truyền ra pháp chỉ, tuyên triệu toàn bộ đại năng trong hồng hoang đến thiên đình đội hình như thế, chính con hỗn động chân long có đáng là gì? Bùng! Bỗng nhiên, bên ngoài thiên đình, từng đạo khí tức đều là vọt tới. Vô tận đại la tồn tại, rất nhiều chuẩn thánh, đều là dân trào mà đến, nhào nhào bước vào lăng tiêu điện bên trong. Có yêu tộc yêu thần, vu tộc đại vu, đại la trong vạn tộc. Bọn họ vừa vào đại điện, đã đem ánh mắt hội tụ trên người hạo thiên. Chúng ta ứng đạo tổ pháp chỉ đặc biệt tới tương trợ thiên đế ngăn cản cửu long kéo quan tài hàng chúng ta bái kiến thiên đế thiên âm cuồn cuộn rung động cả thiên đình hạo thiên nhìn nhiều đại la như vậy thậm chí chuẩn thánh thở dài hít mắt cười to nói được 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 có các ngươi tương trợ đối phó cửu long kia dễ như trở bàn tay tình trạng như thế ngày xưa bản thân làm môn đồng đạo tổ chưa từng cảm thụ qua đối với hắn mà nói đây quả thực chính là nhân sinh đỉnh phong. Giờ phút này, trong lòng hắn đại khoái, lập tức lộ ra sắc mặt kiêu ngạo, mở miệng nói. Hiện tại, chờ cửu trùng kéo quan tài xuống, sau đó trấn áp cửu trùng. Cửu trùng kéo quan tài này từ đâu mà đến, liền đánh về đó. Oanh! Hạo Thiên vừa dứt lời, trong hồng hoang truyền ra một trận nổ vang kinh thiên. Trên bầu trời huyền hoàng, khe nước kia đúng là bạo khai khí tức khủng bố từ trong đó truyền ra, hướng về trong hồng hoang dùng để, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên vô cùng linh khí, hướng về cái kia thanh đồng cử quan vọt tới. Cửu Long kéo quan tại đến. Hồng hoang chúng sinh nhìn một màn kinh thiên này, nhất thời lúng cuốn. Khí tức khủng bố này, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Khoảnh khắc cửu Long kéo quan tài trong hồng hoang hiện ra bộ mặt thật, chúng sinh đều hít sâu một hơi khí lạnh, trong lòng hoảng sợ nhìn về phía khung trời. Đối mặt với uy áp mênh mông vô biên kia, bọn họ cuối cùng cũng không ngăn cản được, lúc này bị áp đảo trên mặt đất, không dậy nổi. Khủng khiếp. Đại khủng bố. Mọi người nhìn cửu long kéo quan tài, trong thần mâu nhất thời hiện ra hoảng ý. Cho dù là thánh uy, cũng chưa từng mang đến cho bọn họ khí tức khủng bố như thế. Cửu long kéo quan tài, đến tột cùng lai lịch như thế nào? Không người biết được, cho dù là đạo tổ, cũng chưa từng nói rõ thật giống như đột ngột xuất hiện ở thiên địa hoặc là từ hỗn độn mà đến ông uy áp mênh mông vô biên điên cuồng từ cửu long kéo quan tài bộc phát ra hơn nữa chính đầu hỗn độn chân long tự thân nương theo vô tận uy áp đúng là trực tiếp đem toàn bộ hồng hoang thiên khung ép ra mấy cái khe nước thật lớn mà hoang khống chế hỗn độn chân long sau khi nhìn thấy một màn này lại nhẹ nhàng phất tay nương theo khí tức khủng bố vô cùng lớn đem khe nước này khâu lại thu lại uy áp bản thân, nếu không ta không ngại ăn một bữa long yến. Dạ dạ dạ. Cái kia chính đầu hỗn độn chân long cả người rung lên, cảm nhận được đến từ hoang trên người khủng bố khí tức, nhất thời đem tự thân uy áp rụt lại, không dám tiếp tục càng rỡ. Hoang không nhìn phản ứng của chính con hỗn độn chân long, sau đó quét ánh mắt về phía hồng hoang thiên địa. Đây chính là hồng hoang sao? Ở trong thiên đình lăng tiêu điện. Rất nhiều đại năng tụ tập thấy một màn như vậy, lập tức ngưng thần. Cửu Long kéo quan tài đã hàng, nên ra tay. Hạo Thiên thần sắc ngưng trọng, theo đó lên tiếng. Các chuẩn thánh đại năng khác cau mày, có chút cảm giác không ổn. Tuy nói lúc trước bọn họ đối với chính đầu hỗn độn chân long có chút khịt mũi, cảm thấy thực lực của bọn họ lại càng không đáng nhắc đến, nhiều lắm là so với chuẩn thánh mạnh hơn một chút. Nhưng lúc này cửu long kéo quan tài đến hồng hoang, lại mang đến cho bọn họ cái nhìn không giống nhau chính đầu hỗn độn chân long này cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy nhưng vậy thì sao chỉ cần không thể so với thánh nhân bọn họ nhiều người liên thủ như vậy đủ để ứng phó chúng ta chỉ cần đối phó cái kia chính đầu hỗn độn chân long là được về phần hoang tự nhiên là có thánh nhân đối phó đánh tiên đoán cái gì thiên tôn cái gì bất quá chỉ là mánh lới mà thôi chương mười Câu thứ hai tiên đoán xuất thế. Kinh thiên dị tượng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10. Câu thứ hai tiên đoán xuất thế. Dị tượng kinh thiên tái khởi. Cửu Long kéo quan tài đến hồng hoang, trong nháy mắt mang đến rung động vô cùng vô tận, uy hiếp ngập trời. Không gian chấn động không chịu nổi, tầng tầng gợn sóng bộc phát ra. Thời không sông dài đều là điên cuồng lăn lộn, hỗn độn hải mãnh liệt, trong đó hỗn động khí đều là bạo động đạo vận khủng bố lưu động xung quanh quan tài thanh động khổng lồ nương theo sát cơ vô cùng truyền ra sát thế ngập trời kinh động toàn bộ hồng hoang chúng sinh gian nan ngẩng đầu nhìn một màn vô cùng khó quên này sợ hãi trong lòng tăng gấp bội trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt ngày đó trong đình rất nhiều tụ tập đại năng đều là bắt đầu khởi động trực tiếp là đi tới này cửu long kéo quan tài trước lúc này chính con hỗn độn chân long đã thu hồi uy áp của bản thân bởi vậy những đại năng này đi tới cửu long kéo quan tại trước cũng là cực kỳ thoải mái tự mình đối mặt trước mắt này chính đầu hỗn độn chân long không biết tại sao những đại năng này trong lòng đúng là còn hiện ra một cổ bất an nhưng đến đều đến đô nếu giờ phút này lùi bước có thể mất hết mặt mũi hả hỗn độn chân long thần mau quét về phía hồng hoang đại năng chặn đường lập tức truyền âm cho hoang hoàng đế, những tên gia hỏa này hình như có chút không hoan nghênh chúng ta. Hoàng bất vi sở động, chỉ ngồi xếp bằng trên đầu hỗn động chân lông, lạnh nhạt đáp lại. Để xem bọn họ muốn làm gì. Vâng, hoàng đế. Cửu đầu hỗn động chân lông đều là nhẹ nhàng gật gật đầu, không dám không theo. Vị tiền bối này, không biết các ngươi đến hồng hoang là có chuyện gì. Bỗng nhiên, kia hạo thiên nhưng là bước về phía trước một bước, đi tới hoàng trước mặt, trực tiếp lên tiếng. Hoàng nhíu mày, không có phản ứng Hạo Thiên, chỉ là quét hắn một cái, liền quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. "Hả?" Nhìn Hoang làm như vậy, Hạo Thiên nhất thời nhíu mày, lửa giận trong lòng bốc lên, nói tiếp: "Đây là hồng hoang, cũng không phải là nơi dương oai của các ngươi. Nếu không nói rõ ý đồ đến đây, bổn đế cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng đặt chân lên hồng hoang." "Hả?" Lời nói của Hạo Thiên thu hút sự chú ý của Hoang, hoan trực tiếp dời ánh mắt từ sâu trong hỗn độn, nhìn về phía Hạo Thiên, híp mắt lên tiếng. "Bản đế, ngươi cũng là tiên đế?" "Tiên đế?" Hạo Thiên cau mày, có chút khó hiểu, nhưng từ trong lời nói của Hoang hắn có thể nghe ra trong đó khinh thường, nhất thời lưỡi giận ngút trời, cắn răng nói. "Tiên đế tính là cái gì?" "Còn kiến hôi." Nghe vậy, Hoang nhất thời lắc đầu, bên miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hạo Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần là lửa giận vô tận. Cả người hắn rung lên, lập tức cắn răng nói. Bổn đế không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi tự có thánh nhân đối phó. Các ngươi nếu không muốn lui khỏi hồng hoang, vậy cũng không có gì để nói. Trấn. Còn kiến hôi, ngươi nói cái gì? Hoang còn chưa lên tiếng, hỗn độn chân lông ngồi dưới thần mâu chợt mở to, lập tức há mồm truyền ra thiên âm điếc tai phát giác ngộ phục văn lầm lẫn giả dối nhìn hạo thiên chật vật như vậy các tồn tại đại la khác cũng há hốc mồm tình huống gì còn chưa bắt đầu đánh mà chỉ một câu nói đã khiến hạo thiên thân là đại la kim tiên hậu kỳ phun máu vĩ lực như thế coi như là chuẩn thánh cũng không cách nào làm được a à. hỗn độn chân long quả thật là tồn tại trên chuẩn thánh Tuy nói bọn họ phỏng đoán chưa tới thánh nhân, nhưng không thể nói ở trình độ nào đó, đã có thể so với thánh nhân rồi. Chớ nói chi là chính đầu hỗn độn chân long. Nghĩ vậy, rất nhiều chuẩn thánh tồn tại trong lòng rung lên, có chút lui ý. Tồn tại như vậy, bọn họ thật sự có thể đối phó sao? Muốn chết. Hào Thiên phun ra một ngụm máu trọc, trong lòng nổi giận, trong thần mâu xẹt qua một đạo ác quan quát lên. Hừ. Hào Thiên vừa dứt lời, một con hỗn độn chân long hừ lạnh một tiếng, lại truyền ra âm thanh chói tai. Ngay cả đế cũng không tính, còn tự xưng bổn đế. Một con kiến hôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Bùng! uy áp khủng bố trút xuống, đều vọt về phía hạo thiên. Bất quá trong nháy mắt, hạo thiên liền bị cổ uy áp khủng bố này trấn trụ, trực tiếp từ trên trời cao hàng tỷ dặm rơi xuống hồng hoang đại địa. Si! Nhìn một màn này, đông đảo đại năng ở đây đều hít một hơi khí lạnh một tôn đại la kim tiên cứ như vậy bị điên cuồng nghiền ép về phần chuẩn thánh tồn tại cũng có thể tiếp nhận bọn họ lạnh nhạt nhìn cảnh này đối với biểu hiện tìm đường chết của hạo thiên nhất thời lắc đầu tên này vừa mới thành thiên để liền bay như vậy là nên cho chút đã kích bằng không đuôi của hắn cũng sắp vểnh lên trời rồi về phần thực lực của chính con hỗn độn chân long này bọn họ đã suy đoán ra vượt qua chuẩn thánh không sai nhưng xa xa cũng kém xa thánh nhân có lẽ cũng là chuẩn thánh đỉnh phong bọn họ không thể minh xác có lẽ chỉ có sau một hồi đại chiến mới có thể suy tính ra đáp án cuối cùng nhưng thánh nhân còn chưa xuất hiện nếu là bọn hắn trực tiếp bạo phát đại chiến chỉ sợ tên kia là hoang tồn tại có thể trong khoảnh khắc trấn áp bọn hắn giờ phút này nhất định phải ổn định nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ hạo thiên đúng là một đồng đội heo rơi vào đường cùng trấn nguyên tử lại đứng ra chỉ thấy hắn đi tới trước mặt hoang thần sắc thủy chung lạnh nhạt chậm rãi mở miệng nói vì tiền bối này chúng ta không phải cố ý đối địch với ngươi bùm không đợi hắn dứt lời trong hồng hoang lại truyền đến một trận nổ vang không phải hỗn độn chân lông ra tay lại càng không phải hoang ra tay chỉ thấy trên hồng hoang trường khung, hồng hoang tinh không lại phát sinh lượng lờ. Khí tức khủng bố tràn vào hồng hoang tinh không, vô cùng tinh thần vĩ lực đều là bộc phát. Hàng tỷ ngôi sao đều lăn lộn. Nhìn một màn này, rất nhiều tồn tại vô thượng trong hồng hoang đều ngưng thần. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng bọn họ vạn phần khó hiểu, nhưng cái kia chính đầu hỗn độn chân lông nhưng là toàn thân rung lên, chấn động mạnh, theo đó nhìn về phía hoang, truyền âm nói hoàng đế, cái này. Đúng rồi, đúng rồi. Chính là hồng hoang. Chúng ta tìm được rồi. Sư Tôn. Đây là. Lời tiên đoán thứ hai trong miệng Sư Tôn. Chỉ thấy hoang vô cùng kích động, từ trên đầu hỗn độn chân long vọt lên đứng dậy, khí tức khủng bố bộc phát ra, để cho chính đầu hỗn độn chân long đột nhiên rung lên, lộ ra ý sợ hãi. Trên hoàng thiên hồng hoàng, hai đạo ánh sáng rực rỡ lộ ra trong hàng tỷ ngôi sao hai ngôi sao bắt đầu khởi động trực tiếp đứng trên bầu trời hồng hoang thái dương tinh thái âm tinh đúng là đang xen lẫn nhau xuất hiện ở hồng hoang bầu trời rất nhiều đại năng nhìn một màn này trong nháy mắt đồng tử co rút lại thái dương tinh cùng thái âm tinh hai ngôi sao này giống như thủy hỏa không giao hòa lẫn nhau nhưng giờ phút này hai ngôi sao này đúng là đang vào nhau không nhìn đạo tắc này cho dù là thánh nhân cũng không có vĩ lực như vậy, đem hai ngôi sao này đang vào nhau. Lại một đạo dị tượng đột ngột xuất hiện. Vô cùng tinh thần vĩ lực từ trong hồng hoang tinh không bộc phát, rơi vào trong hồng hoang. Cùng lúc đó, rất nhiều đại năng tồn tại, trong thức hải câu tiên đoán kia lại là giải thêm một phần, đột ngột hiện ra câu thứ hai tiên đoán. Ngay cả các thánh cũng không ngoại lệ. Từ câu thứ nhất tiên đoán về sau, Câu thứ hai tiên đoán liền tại này Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh đang xen thời điểm, xuất hiện. Tân Thiên Đình lập, Nhật Nguyệt Lăng không hiện, Vạn Thánh Hộ Quang đến.